Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 2, chương trình sách cánh diều. Rồi bây giờ mời các em mở sách tiếng Việt lớp 2, chương trình sách cánh diều trang 70. Kể chuyện trao đổi. Phần 1. Cùng bạn kể nối tiếp từng đoạn của câu chuyện Những cây sen đá. A. Đoạn 1. Các em dựa vào gợi ý, thầy giáo mang gì đến lớp? Thầy giáo nói gì? B. Đoạn 2. Cả lớp học tập cố gắng như thế nào? Kết quả học tập cuối năm của lớp như thế nào? C. Đoạn 3. Chậu sen đá của Việt lớn lên như thế nào? Mỗi khi có người khen những chậu cây, bố Việt nói gì? Rồi bây giờ các em dựa vào gợi ý, chúng ta cùng kể lại từng đoạn một. A. Đoạn 1. Thầy giáo mang gì đến lớp? Thầy giáo nói gì? Một hôm, thầy giáo mang đến lớp một chậu sen đá và thầy bảo: cây này có rất nhiều cây con. Mỗi tuần thầy sẽ tặng một cây cho em nào đạt được kết quả học tập cao nhất trong tuần. Các em cố gắng nhé. Rồi tiếp theo là đoạn 2. Cả lớp học tập cố gắng như thế nào? Thế là cả lớp đều háo hức. Ai cũng cố gắng học để nhận được phần thưởng của thầy. Kết quả học tập cuối năm của lớp như thế nào? Cuối năm học, cả lớp đều được tặng cây. Ngay cả Việt, một bạn học khá chậm, cũng rất cố gắng và cuối cùng cũng nhận được phần thưởng của thầy. Em mang chậu cây nhỏ xíu về nhà và rất tự hào. C. Đoạn 3. Chậu sen đá của Việt lớn lên như thế nào? Mỗi khi có người khen những chậu cây, bố của Việt nói gì? Một thời gian sau, cây sen đá của Việt lớn lên, sinh ra rất nhiều cây con. Việt tách chúng ra, trồng vào nhiều chậu cây khác rồi treo lên. Ai đến chơi cũng trầm trồ về những chậu cây xinh đẹp ấy. Bố Việt nói: khi cháu đem chậu cây về, vợ chồng tôi đã mừng rơi nước mắt. Thầy giáo của cháu đã làm thay đổi cháu. Rồi tiếp theo là các em sang phần 2. Tuần vừa qua, bạn Việt đạt kết quả học tập cao. Nếu em là tổ trưởng của bạn Việt, em sẽ nói thế nào để đề nghị thầy giáo thưởng cây sen đá cho bạn? Rồi ví dụ nếu em là tổ trưởng của bạn Việt, thì em có thể nói: thưa thầy, tuần vừa rồi bạn Việt đạt kết quả học tập cao nhất. Thầy thưởng cây sen đá cho bạn đi ạ. Rồi tiếp theo là các em sang phần 3. Nói và đáp lời yêu cầu, đề nghị trong các tình huống sau. A. Bạn hỏi mượn em chiếc bút chì màu. B. Bạn ngồi bên cạnh nói chuyện trong giờ học. Em nhắc bạn giữ trật tự. Rồi đây, trước khi tham khảo thì các em sẽ bấm tạm dừng video và các em suy nghĩ làm bài trước rồi đi nháp nha. Rồi cụ thể thì các em tham khảo bài này như sau. A. Bạn hỏi mượn em chiếc bút chì màu. Giả sử bạn hỏi mượn em chiếc bút chì màu xanh chẳng hạn. Cậu cho tớ mượn chiếc bút chì màu xanh nhé. Rồi em có thể đáp là: đây, cậu dùng đi. B. Bạn ngồi bên cạnh nói chuyện trong giờ học. Em nhắc bạn giữ trật tự. Trong trường hợp này, em có thể nhắc bạn như sau: cô giáo đang giảng bài, bạn không nên nói chuyện riêng nhé. Rồi trong trường hợp này thì bạn có thể đáp như sau: mình xin lỗi, mình sẽ giữ trật tự. Rồi tiếp theo là các em sang phần bài viết 2. 1. Kể về cô giáo hoặc thầy giáo của em. Gợi ý: cô giáo hoặc thầy giáo của em tên là gì? Cô hoặc thầy dạy em ở lớp mấy? Em thích nhất điều gì ở cô hoặc thầy? Rồi sau đó là các em sẽ làm bài tập số 2, viết 4 đến 5 câu về những điều em vừa kể, đặt tên cho đoạn văn của em. Rồi thầy giáo ví dụ ở đây các em có thể kể về cô giáo hoặc thầy giáo dạy em ở lớp 1, cũng có thể kể về cô giáo hoặc thầy giáo đang dạy em ở lớp 2. Rồi cụ thể trong bài này thì các em có thể tham khảo như sau. Chúng ta đặt tên cho đoạn văn này là Người mẹ hiền thứ hai.
Năm nay em lên lớp 2. Cô giáo chủ nhiệm lớp em là cô Lan. Cô có một nụ cười hiền hậu, dễ mến. Em thích nhất là lời cô giáo giảng thật truyền cảm và ấm áp. Với em, cô Lan như người mẹ hiền thứ hai của mình. Rồi, như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc em học tốt.